Đây là cái vườn rộng khoảng 4.000 mét vuông của tại Ninh Bình, gia đình vợ tôi. Phía bên bức tường này là nhà ga Ninh Bình. Cái này chiều ngang nó khoảng bao nhiêu mét nhỉ? Chiều ngang khoảng 30 mét à? Còn chiều dài chắc khoảng 150 mét, 4.500 mét. Vườn rau xanh ngắt bên cạnh khu đô thị mới. Một cảm giác thật là tuyệt vời. Áo nước trong xanh. Hôm nay trời nó hơi giống mùa thu một chút. Đây là nhiều dãy bưởi và cam.